Bác Đình Chiến hay ca sĩ Sơn Tùng ai giàu hơn à? Sơn Tùng thì chắc là có mỗi cái xe Range Rover, bác Đình Chiến bác có hàng chục cái toàn loại xịn. Còn tiền ngầm thì Sơn Tùng nó cũng giàu đấy. Nhưng mà chưa bao giờ thấy Khánh Nhật Gai thấy Sơn Tùng làm từ thiện bao giờ. Khả năng là chắc cũng có nhưng mà làm ngầm, làm giấu như nào. Nhưng mà nếu mà làm giấu mà không để không ai biết ấy, thì phước nó lớn lắm. Em ạ. Nhưng mà khả năng anh nghĩ là em có làm. Em cũng ok đấy. Em cũng ok đây Sơn Tùng ạ. Nhưng mà bác Đình Chiến tâm đức, bác ấy làm từ thiện nhiều hơn. Còn tiền thì chắc là Sơn Tùng tuổi trẻ tài cao, Sơn Tùng mà vài năm nữa thì khủng khiếp lắm, nhiều tiền lắm. Nhưng mà về bác Đình Chiến thì bác ấy giàu đến ngày ăn 3 bữa, 4 bữa là cùng, ăn nhiều quá thì hút. Đúng không anh em, làm sao mà ăn được mãi. Nên là ăn được nhiều đâu, nên là cái tâm cái đức để lại cho đời, giúp đỡ những người nghèo, cho đi là còn mãi anh em nhé, cho đi là còn mãi mãi. Đấy là quan trọng. Ok anh em nhá. Nhưng mà rất là hâm mộ Sơn Tùng mấy cả bác Đình Chiến. Như anh phải nói này, Sky ơi là cái câu của anh em nhá, anh là Sky. Em lấy cái câu Sky ơi là câu của anh ấy nhá. Em còn kém tuổi anh 2 tuổi. Em nổi sau là anh mà, anh nổi suốt từ năm 2016. Em mãi về sau em mới nổi, em Sky ơi là về sau em mới Sky ơi. Câu đấy là của anh ấy nhá. Hôm nay em gặp nhau đi uống trà đá nhá Sơn Tùng nhá.